Trước mắt mọi người là bến cá Nhân Lý nè. Dạ, để đi ra được khu du lịch Kỳ Co thì có hai hình thức nha. Trước mắt bây giờ để mình tranh thủ lên trên cano đã, rồi tí nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người là gồm những hình thức nào. Là một hành trình lướt sóng rất là phê luôn. Mấy cano nó nổ hơi to nên mọi người thông cảm nha. Hồ bờ cát nó đẹp nha mọi người. Nước rất là trong luôn nè. Mình quay cho mọi người cùng xem nè. Cực kỳ trong luôn. Hải Du Lịch Bụi xin chào tất cả mọi người. Mình rất vui được gặp lại mọi người trong clip ngày hôm nay của mình. Khi đặt chân tới Quy Nhơn, Bình Định nói chung cũng như là thị xã Nhân Lý nói riêng thì không thể nào mà không ghé thăm ba danh thắng nổi tiếng tại thị xã Nhân Lý của tỉnh Bình Định này. Đó chính là Kỳ Co, Hòn Khô và Eo Gió. Và trong ngày clip hôm nay, mình rất vui được tham quan và trải nghiệm để chia sẻ với mọi người đó một danh thắng nổi tiếng của thị xã Nhân Lý, Bình Định, đó chính là Kỳ Co. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người đó là để đến được khu danh thắng Kỳ Co này thì nó có hai hình thức. Đó chính là tại cổng Kỳ Co, chúng ta sẽ mua vé là 120k,
và sau đó sẽ gửi xe và tốn thêm phí trung chuyển để tới được cái bãi biển Kỳ Co này. Thì từ hành trình này, từ bà cổng Kỳ Co để đi tới được cái bãi biển Kỳ Co này thì trải qua một cái con đèo cũng ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên cũng khá là đẹp. Và sau đó chúng ta sẽ tới được cái bãi biển Kỳ Co này với phí trung chuyển khoảng 60k. Thì hình thức thứ hai mà mình đã lựa chọn trong ngày hôm nay đó chính là hình thức đi bằng đường biển bằng cano. Hành trình này phải nói là khá nhiều điều hưng phấn và thú vị. Đó chúng ta là chúng ta sẽ lướt trên những con sóng với những cái bọt biển văng, tạo cho ta một cái cảm giác rất là hưng phấn, thú vị khi đến với Kỳ Co. Và hình thức này nó với chi phí sẽ là 300k cho một người, và cả gồm bao gồm cả hai lượt có nước uống và được sự phục vụ của những tận tình của các nhân viên. Và đặc biệt hôm nay mình sử dụng cái combo tại nhà hàng Phát Triển với giá là 490k. Và gói combo này sẽ là bao gồm là được đưa đón đến tham quan tại danh thắng Kỳ Co này, và sau một khoảng thời gian mình sẽ được đưa đón tới tham quan tại Hòn Sẹo để ngắm nhìn san hô. Và sau khi kết thúc hành trình này mình sẽ được dùng một cái bữa ăn với 8 món ăn bao gồm cho hai người vào cuối cùng hành trình. Và để biết chi tiết là trong cái combo này những món ăn như thế nào, hương vị ra sao thì mình mời mọi người hãy dành thêm chút thời gian xem hết clip để tới cuối clip mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái những món ăn và hương vị của cái combo này tại nhà hàng Phát Triển nha. Ấn tượng đầu tiên khi mình vừa đặt chân tới danh thắng Kỳ Co này đó là mình hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên nhiên tại nơi này, với núi non hùng vĩ, biển cả mênh mông xanh biếc. Và đặc biệt nơi đây được tô điểm thêm bởi những trụ điện năng lượng điện gió, tạo cho cảnh quan tại danh thắng Kỳ Co này càng tuyệt vời hơn. Và đặc biệt nơi đây có một điều vô cùng ấn tượng với mình, đó chính là chiếc cầu nằm sát với cái chân núi, nơi chuyển giao giữa núi và biển, với những cái màu sắc vô cùng đẹp. Mình đã chắc chắn một điều rằng là đây chính là một điểm mà không phải chỉ có riêng mình mà những người khi đến du lịch tại nơi đây thì không thể bỏ qua những bức hình đẹp tại cái cây cầu này vô cùng tuyệt vời, nằm sát dưới chân núi và bên theo và dọc theo cái bờ biển rất là đẹp. Khi đến du lịch tại danh thắng Kỳ Co này, nếu như các bạn yêu mới nơi này và muốn nghỉ dưỡng lại để có thêm thời gian để ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên nơi đây thì nơi đây vẫn có một cái resort để chúng ta có thể nghỉ ngơi qua đêm để mà dành thêm nhiều thời gian cho cái danh thắng này. Vào năm 2023 này thì danh thắng Kỳ Co này được cải tiến với nhiều dịch vụ tiên tiến hơn, chất lượng hơn và chuyên nghiệp hơn. Đó là khi mà mình mua vé tham quan với 120k thì những năm trước thì nếu như muốn thêm xíu thì phải tốn thêm phí, nhưng mà năm 2023 này thì với giá vé 120k thì chúng ta đã được là bao gồm luôn cả là được xem xíu và không tốn phí. Đó là một cái cải tiến mới trong năm 2023 này tại danh thắng Kỳ Co này. Và đồng thời trong năm 2023 này, danh thắng Kỳ Co đã xây dựng thêm những cái nhà hàng nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách khi đến tham quan tại nơi này khi có nhu cầu muốn thưởng thức ẩm thực. Và đương nhiên tại một cái vùng biển đẹp như thế này, lẫn với cái núi non hùng vĩ, thì không thể nào mà thiếu những cái hình thức vui chơi trên biển như là mô tô nè, mô tô nước, bay dù bay, kéo phao chuối, vân vân. Thì những năm trước để mà trải nghiệm được những cái trò chơi này thì chúng ta phải chờ đợi rất là lâu, nhưng trong năm 2023 này thì cái dịch vụ này nó đã được cải tiến nhanh nhẹn và chuyên nghiệp hơn. Đó là khi chúng ta có nhu cầu để mà dạng như muốn trải nghiệm những cái trò chơi này thì chỉ cần tới ngay quầy bar của nhà hàng thì chúng ta có thể được mua được vé để mà trải nghiệm những trò chơi này một cách nhanh nhẹn hơn, chuyên nghiệp hơn mà không phải chờ đợi như những năm trước. Phải nói là cái danh thắng Kỳ Co này phải nói là rất là rộng, để đi hết được những cái địa điểm mà tại cái danh thắng Kỳ Co này phải nói là phải trải qua mất khá nhiều thời gian, với những một cái bờ biển dài rất là đẹp nằm và sau đó là những cái hàng cây, những cái bóng dừa len lỏi trên cái bờ biển, đi rất là nhìn rất là thú vị
ngay tại cái cầu để chúng ta có thể mà để cho cano cập bến vào. Thì đây cũng là một cái địa điểm mà dạng như cũng khá nhiều chị em thích để mà dạng như để lại những cái bức hình đẹp. Còn cái cầu mình chia sẻ ngay từ đầu nằm dưới chân núi và đi dọc theo bờ biển với những cái hình trái tim và cũng giống như là những cái ngôi nhà đã được dọc trên cái cây cầu này với nhiều màu sắc vô cùng đẹp, thì đương nhiên chắc chắn là ai đã đặt chân tới Kỳ Co thì chắc chắn cũng phải chụp một vài tấm hình tại cái cây cầu này để lưu lại là kỷ niệm cho mình, vì nó quá tuyệt vời đi mọi người. Tại danh thắng Kỳ Co này vẫn còn tồn tại những cái đẹp hoang sơ của một cái vùng biển núi nhìn rất là đẹp. Như trước mắt các bạn đang thấy đó là một cái hang núi tại danh thắng Kỳ Co này, nhìn cũng khá nhiều điều thú vị và cũng là một nơi thu hút nhiều fan sống ảo để chụp hình tại nơi đây lưu lại làm kỷ niệm. Trong cái gói tour ngày hôm nay mà mình đã trải nghiệm thì sau khi mình đã dành thời gian để tham quan hết những cái danh thắng tại cái Kỳ Co này thì chúng ta sẽ được đến một cái địa điểm thứ hai, đó chính là Hòn Sẹo, để chúng ta có thể được ngắm nhìn san hô tại cái nơi này. Và rất tiếc là trong clip này mình không quay lại cái danh thắng này cũng như là san hô tại nơi đây để mà dạy như cho mọi người cùng biết, đó là vì mình có một cái công việc đột xuất mình phải trở về đất liền, cho nên rất tiếc là mình không chia sẻ được cái địa điểm Hòn Sẹo này cho mọi người xem, thì xin mọi người thông cảm. Trước mắt của mọi người là cái hướng đường để đi lên khu du lịch Kỳ Co. Thì hôm nay mình trải nghiệm ở khu du lịch Kỳ Co với một cái địa điểm đây các bạn, đây là nhà hàng này đó, nhà hàng Phát Triển. Thì đây cũng là một vừa là một cái nhà hàng mà đây cũng là vừa là một cái điểm bán vé Kỳ Co và tư vấn miễn phí cho mọi người. Trước khi mà đi chi tiết vào từng món ăn trong cái combo mà mình chia sẻ với mọi người ngày hôm nay thì ở đây cũng có là những cái quầy trưng bày hải sản rất là đẹp luôn, rất là đa dạng và phong phú. Mình cũng quay sơ để cho mọi người cùng xem nha. Đây bây giờ mình lướt sơ một vòng cho mọi người cùng nhìn nha. Có cả đây giá đó nè, ở đây có một cái tôm mũ ni nữa là mọi người rất là lạ này. Đây tôm mũ ni này giá là 2,5 triệu một ký. Đây nhum nè, này ở Nha Trang mình kêu là ốc tại bồ nhưng mà biết ở đây kêu là ốc gì. Đây cũng có cua mà trang đó nè mọi người, đây cá mú hai bạn giá. Sẵn đây có ông chú của chủ quán nhà hàng ở đây đang đứng ở gần đây, mình nhờ chú tư vấn giùm luôn. Chú có thể tư vấn giùm con những thứ ở đây như thế nào không chú? Chú cầm cái mic nói cho rõ chứ. Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Quảng Ngọc Phát, chủ nhà hàng của Phát Triển. Hôm nay mình cũng được hân hạnh gặp anh Hải. Rồi anh cũng đến nhà hàng của mình rất chân tình cảm ơn. Hôm nay mình cũng xin giới thiệu nhà hàng của mình là những hải sản, những cái mặt hàng của mình bán hàng tươi sống. Đây, chú, ốc này ở trong con kêu là ốc tai bồ, ở đây kêu là ốc gì chú? Ốc đây là ốc tai tượng. Cái ốc này nó nằm vùng sâu lắm. Nó phải nằm giá từ giá là 28-29 mét. Năm nay giờ mình lấy lên. Này bao nhiêu ký chú? Cái vàng ốc này bao nhiêu ký chú? Ốc này ốc tai bồ đó. Tai tượng đây là nó 600.000 một ký. 600.000 một ký chú. Như còn cua mà trang này thì bao nhiêu ký chú ạ? Cua mà trang đây là 500.000 một ký. Vậy chú. Ủa con này là con gì chú? Con không biết luôn á. Con này con gì chú? Con này là con xe sùng. Con xe sùng hả? Xe sùng à? Con này như mình chế biến những món gì ngon em ha? Xe sùng này là xà sỡ, em rất là ngon. Xà sỡ rất là ngon hả? Cảm ơn nhiều nha. Nhum này mọi người rất là đẹp nha, còn sống luôn nè. Đây muỗng ly nè mọi người. Thôi mình cũng đến đây mình cũng xin cảm ơn tất cả gia đình của mình đã
xem cái live stream của anh này thì cũng chân tình cảm ơn. Nhớ đi đâu cũng đến nhà hàng Phát Triển ủng hộ cho mình nha. Xin chào. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha chú. Ở đây cũng có con hùng rất là to luôn nè mọi người. Cái này mắc cỡ 2kg, 3kg mọi người. Rồi đây cũng sò lụa, đây sò dương nè, với sò chén. Ở đây có con bò biển nè mọi người. Bò biển này hình như là mình hồi nãy mình có hỏi là như 1,7 triệu 1kg, và con này là khoảng 1,1 kg. Rất là ngon nha. Thì hôm nay mình tới được cái khu du lịch Eo Gió này thì mình gặp được cái một em giúp cho mình có một cái trải nghiệm tham quan tại Eo Gió này rất là ok luôn. Thì sẵn đây mình cũng xin giới thiệu với mọi người nha. Nếu như mọi người có dịp nào đi ra tham quan khu du lịch Eo Gió nè, Kỳ Co này, thì hãy gặp em này. Em này sẽ bây giờ mình xin giới thiệu với mọi người luôn nha. Đây là em Huy. Xin chào các bạn, xin chào mọi người trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mình là Trần Việt Huy, mình là cháu của chú Phát, chủ nhà hàng Phát Triển. Đồng thời bên cạnh đó mình cũng là hướng dẫn viên thổ địa nơi đây, vùng đất là Bình Định. Nói đến Bình Định là mọi người biết rồi, vùng đất của những con người rất là thân thiện, hiếu khách. Bản thân đây là mình, tour của mình là đặc thù riêng là khu vực Kỳ Co, Eo Gió, là ngắm san hô. Ngoài việc là phục vụ khách ăn uống là nhà hàng mình phục vụ cano đưa đón khách đi tham quan Kỳ Co, Eo Gió, là ngắm san hô. Các bạn có dịp về đây, nếu như tin tưởng mình, đồng hành cùng mình thì vui lòng là ủng hộ mình cũng như là nhà Phát Triển. Qua đây video này, các bạn nếu ủng hộ mình, vui lòng liên hệ mình qua số điện thoại 0902 156 079. Xin trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Hải nhé. Cảm ơn Huy nhiều nha. Nói chung thì ngày hôm nay mình có một cái trải nghiệm rất là thú vị với sự hướng dẫn và sự tận tình của em Huy ở nơi đây, làm cho mình có một cái trải nghiệm Kỳ Co rất là thú vị. Đây là một cái trải nghiệm mà mình trải qua mà mình cảm thấy nó ok thì mình chia sẻ với mọi người thôi, chứ mình không hề có booking quảng cáo hết nha mọi người. Cho nên nếu như mà có một dịp nào đó mà các bạn hay mọi người đi ra tham quan tại khu Kỳ Co này, Eo Gió, thì nếu như mọi người cần thì hãy liên hệ với em Huy đó, thì em Huy đó sẽ tư vấn rất là nhiệt tình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cái combo trong cái giá vé là 490k cho mọi người cùng xem nha. Đây là những món ăn đây nè mọi người. Cái này là hàu nướng với là tôm nướng, cơm chiên, salad rong biển. Đây là xà lụa hấp xả, và đây là hình như là món lẩu Thái hay sao á. Bây giờ mình chia sẻ cụ thể cho mọi người cùng xem nha. Combo hai người thì nó sẽ gồm như thế này nè mọi người, là 490k. Thì nó sẽ bao gồm mà là 7 món ăn và 1 món nước. Đó, mình quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi, với những món ăn như này mình quay cho mọi người xem á. Còn nếu như mà khi mọi người đi với số lượng người đông hơn, từ 5 tới 9 người, thì combo nó sẽ như thế này. Nó tới 10 món ăn. Riêng cái này thì mình chia sẻ dùm cho quán nha, tại vì nó cũng không có gì hết nên mình sẵn đây mình chia sẻ dùm cho quán luôn. Còn đây là nếu như có 10 người thì combo nó như thế này, tới 11 món. Và sẵn đây là trong cái này nó cũng có chia sẻ trình tham quan Kỳ Co, Hò Sẹo và Eo Gió nè mọi người. Mình quay chậm lại cho mọi người cùng xem nha. Mọi người khi xem cái thôi, nếu như không rõ thì có thể bấm dừng lại. Rồi sau đây mình sẽ trải nghiệm những cái món ăn trong cái combo 490k này, và mình sẽ chia sẻ cái hương vị nó như thế nào cho mọi người cùng biết nha. Rồi gia đình mời mọi người nha. Con trai, hello con trai. Rồi mời mọi người nha mọi người. Rồi gia đình mình mời mọi người dùng nha. Mọi người cùng tiếp tục theo dõi để mình biết là để mình trải nghiệm những cái hương vị ở trong cái món ăn này như thế nào để mình chia sẻ cho mọi người cùng biết. Thôi chứ mấy còn mời ba mời con cái này vô nè. Vô cái gì đó, khát nước quá. Nãy giờ mình đi quay thì món ăn nó cũng nguội một phần rồi, cho nên nó sẽ giảm đi một cái chút hương vị. Để mình thử cái món hàu nướng mới hành này cho mọi người xem nha. Con ăn con, cái này thôi nè, đưa ba múc cho con luôn nè. Này con lấy muỗng múc ăn đi, con cầm. Ngon không con?
Rồi mình mời mọi người nha. Ở trong hầu này thì có mỡ hành, đậu phộng với hành phi nữa mọi người. Có cái hành phi vô cái mùi vị nó là lạ con ha. Bây giờ mình sẽ thử cái món cái nước của cái xà lụa hấp sả này như thế này nha. Đây là nước hấp của xà lụa hấp sả nha. Ngon lắm mọi người. Rồi để mình thử một con tôm nướng coi. Đâu đây? Thì hôm nay có một số có một chút sự cố. Lúc này nếu như mà các bạn vừa tham quan kỳ co về á, các bạn nếu như các bạn muốn ăn liền thì nhà hàng vẫn bày món ăn ra cho mọi người ăn nha. Còn nếu như mà các bạn không ăn thích ăn liền mà thích về tắm rửa này nọ thì 6-7 giờ, 8 giờ gì các bạn tới ghé ăn vẫn được. Như bây giờ là mình đang, như mọi người xem mình 8:15 luôn. Đó là do mình có một gặp chút sự cố nhỏ nhỏ, đó là mình bỏ cái mic lung tung quá. Cho nên là tưởng đâu là mất nên nãy giờ đi tìm. Nhưng mà rốt cuộc là do mình nhét trong cái hốc của lúc mà do đi trên thuyền á, đi trên cano á. Mình nhét trong cái hốc vỏ nó kín quá nên tưởng đâu là mất. Nên đi tìm nãy giờ thì tới giờ là gần 8 giờ, bây giờ 8:15 là mình mới ăn được luôn. Cho nên nãy giờ cái món ăn nó cũng nguội một phần rồi. Mình ăn tôm á thì đối với mình thì mình ăn hay ăn luôn vỏ lắm, chừng là tôm lớn thì mình mới lột nha. Con ăn tôm đi con. Đang không thử một miếng thôi. Tôm nhìn là biết tươi rồi bạn. Tại vì mình người xứ biển mà, cho nên đa số cái món ăn hải sản mình nhìn cũng rất là rành. Giờ chấm thử cái một chút muối hải sản thử nó như thế nào nha. Ngon không con? Thơm tươi giòn ngon con. Này con ăn đi. Rồi nãy giờ mình thử cho mọi người là 3 món rồi, rất là ngon nha. Bây giờ mình để cho mọi người xem nha. Nãy giờ mình thắc mắc hồ sơ mới có 7 món. Cái này mình đếm lại nè, 1 nè, cái này lẩu là 1 nè, 2, 3, cơm chiên là 4, hầu với là tôm là 6, nước thay cho trà đá là 7. Nếu như mình không uống trà đá, mình uống nước này thì phải tốn phí nha mọi người, là 7. Còn một món gì nữa là 8 món, đúng không? Em biết mọi người biết không? Đó là món tráng miệng nữa, dê ui tráng miệng nữa. Thì cái sau khi ăn xong thì chắc món đó nó mới ra. Rồi bây giờ mình thử một chút xíu cơm chiên cho mọi người xem nha. Cơm chiên thì mới đầu khi mình nhìn vào á, gọi là thị giác mình nhìn vào á, thì mình thấy có vẻ nó hơi bị bóng, có nghĩa là hơi có khả năng nó sẽ bị nhiều dầu. Nhưng mà bây giờ đó là mình nhìn thôi, để mình dùng thử như thế nào rồi mình nói với mọi người nha. Ăn chai cho ba chút xì dầu, hay ăn không thử đã. Cơm chiên ngon hơn. Nhìn vậy thôi mọi người, không phải là dầu nha. Không biết như thế nào, nó bóng bóng lên, rất là đẹp luôn. Nhưng mà ăn rất là ngon. Mình ăn thì cái hơi mặn cho nên mình thêm chút xì dầu nữa. Ngon. Bây giờ là còn một cái món lẩu nữa thôi. Để mình ăn xong miếng cơm chiên này là mình sẽ thử món lẩu này nè. Lẩu thì mình dùng cái, mình sẽ thử hương vị nước nó ngon hay như thế nào. Cái thứ hai nữa là mình sẽ quay cái dĩa hải sản này còn cảnh luôn, để cho mọi người xem là cái dĩa hải sản này nó tươi không tươi nha. Đây bây giờ mình sẽ quay cái dĩa hải sản cho mọi người xem nè. Đó, đây hải sản nè. Đó, thì mọi người là tươi không tươi nha. Đây là, để bây giờ mình phui ra luôn nè. Đây. Đó, cho mọi người xem luôn. Tôm nè, không hề đen đầu nha. Mực nè, vẫn còn tươi nha. Đó, cá nè. Cá thì một đổi mình khi sau khi mình bỏ vào lẩu mình ăn rồi thì mình mới biết nó tươi không tươi. Nhìn như vậy cũng khó biết lắm. Nghêu nữa nè. À, đây như xà lụa sao các bạn. Còn đây là nước lẩu nè mọi người. Rồi.
Bữa nay mình ăn bữa nay mình ăn rất là trễ luôn, nhưng mà ngồi gia đình của mình ra, còn ngồi hai cha con mình ra thì vẫn còn hai bàn nữa. Đây mọi người, sau lưng mình nữa nè. Tới nhị mình không dám quay á, mọi người thấy nha, sau lưng đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái nước lẩu nó như thế này, rồi mình sẽ chia sẻ với mọi người nha. Cho bác xin tờ giấy coi. Thì nếu như mình muốn thử nước lẩu á, trước tiên là mình phải nên cho những cái đồ này vào để cái độ ngọt mặn này nọ của hương vị biển nó hòa lẫn vào, thì mình khi đó mình thử nó mới chính xác. Nó đúng ra cái combo này là con trai mình này nó ăn ít lắm, cho nên là không biết là mình ăn cái hết nổi không đó đây. Có một điều này nữa nha các bạn, khi mà đi cano, nếu như trong cái bé này nè, nếu như mà đi cano ra tham quan khu du lịch Kỳ Co, nếu như mà con của mình còn nhỏ dưới 1m2 thì sẽ được mà miễn phí nha mọi người. Còn anh con trai mình thì là lớn rồi cho nên vẫn tốn tiền. Mình xin dùng một chút thôi, để nhiều quá sợ nó nóng. Rồi đây là nước, còn bây giờ mình sẽ tìm một con cá nữa mình ăn để mình chia sẻ với mọi người là cá nó tươi hay không tươi nha. Cá nó không tươi thì nó sẽ ăn vào nó sẽ nó không ngon đâu, mà nó sẽ bay mùi nha. Con múc lẩu ăn đi con, nó hơi nóng, đợi xíu đi bà làm chống được. Con ăn trước cái này đi ha, đây nè, con ăn trước cái này được không? Bạn cái nghêu ngon không con à? Cái xoài luộc hấp ngon lắm đúng không? Con cái gấp cái luộc ra con ăn. Cái khẩu vị Bắc Trung Nam của mọi người nó mỗi khác nha. Ngay cả một tỉnh miền Trung thôi mà mỗi tỉnh thì cũng mỗi khác rồi. Cho nên đây là cái khẩu vị của mình thì mình chia sẻ thôi, mình thấy như mọi người khẩu vị mọi người nó có khác thì mọi người cũng thông cảm nha. Ngon không? Nếu như ai mà ăn mặn thì có thể thêm một chút xíu mắm thôi, một chút xíu đúng không, không cần nhiều nha. Mà nếu như ăn kèm với bún nữa là chắc phải thêm chút mắm nữa. Mình ăn hơi mặn nhưng mà mọi người thông cảm. Bây giờ mình sẽ thử cái miếng cá này, thử nó tươi không tươi nha. Rất là ngon nha mọi người, dai, ngọt. Rồi tính đây nãy giờ là tất cả các món mình đều dùng thử hết rồi. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều mình đã dành thời gian để xem hết clip của mình. Thì nếu như mọi người thấy có những điều gì hay và thú vị trong kênh du lịch của mình, trong kênh Hải Du Lịch Bụi của mình, thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Vì đó là nguồn động lực to lớn để mình cho ra nhiều clip hay và hấp dẫn hơn. Bây giờ thì Hải Du Lịch Bụi xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye.